Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay bên em lại về một mã sản phẩm nữa, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đẹp xuất sắc. Đây là chiếc Hyundai Tucson bản 1.6 turbo tăng áp, sản xuất năm 2018, mới sử dụng 6,7 vạn full lịch sử hãng luôn. Hiện tại chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 650 triệu. Chiếc xe này hiện tại thì vẫn còn hỗ trợ trả góp được khoảng tầm 60-70% giá trị xe nếu anh chị có nhu cầu. Và mọi chi tiết anh chị vui lòng liên hệ với em theo số 0941 337 888 hoặc 0978 607 555. Xem xe tại Salon Luxury Car Hải Dương, địa chỉ cơ sở 1, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc cơ sở 2, số nhà 01, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Một chiếc xe có ngoại thất màu trắng và nội thất bên trong là màu kem. Chủ xe cũng đã độ chiếc xe này lên màn hình Android GoTech tích hợp cam 360, rồi có thảm trải sàn 5D. Chiếc xe này option của nó thì đã có tự động rửa đèn pha, rồi cảm biến trước sau, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, phanh tay điện tử auto hold, cốp sau mở điện. Và chiếc xe này còn được trang bị bộ mâm la răng lớn nhất trong các phiên bản của Tucson, lên tới 19 inch. Và chủ xe cũng vừa mới thay một dàn lốp mới tinh luôn nhé. Anh chị em mua chiếc xe này chỉ việc đi đổ xăng thôi, đi thôi. Và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của chiếc xe này nó chỉ loanh quanh khoảng 7 lít. Máy 1.6 turbo tăng áp. Đây, cam này. Đây, một cam này. Đó. Cụm đèn chiếu sáng phía trước thì có hai đèn bi đôi này, tự động rửa đèn pha này. Thì phần keo chỉ máy số khung xương gầm bệ bảo hành nguyên bản nguyên zin nhá. Ghế lái ghế phụ đều chỉnh điện, đây ghế da nguyên bản theo xe đây. Củ số này cực kỳ đẹp luôn, điều hòa auto hai vùng độc lập, màn hình này, đó, vô lăng đây. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Hàng ghế thứ hai này cũng có một cửa gió điều hòa sau này. Đấy, cửa sổ trải dài từ đầu xe ra cuối xe luôn. Phải nói là một chiếc xe đời 2018 đã sử dụng tới nay là 6 năm rồi mà mới đi có hơn 60.000 cây số thôi. Cũng là một chiếc xe đẹp xuất sắc đấy. Đó, cốp mở điện này. Đây là lốp dự phòng này. Khoang chứa hành lý này gần như chưa xước sát gì luôn này. Bốn lốp còn rất là đẹp nhé, đều. Cân bằng điện tử này, mở cốp này. Đó, vô lăng này. Vô lăng rất đẹp. Ghế lái này. Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc này, auto hold, phanh tay điện tử này. Đây, khoang động cơ đây. Chân máy, mặt máy này, nguyên bản này. Khung xương, xương tăng cứng nguyên bản này. Cabo này, nguyên này. Đó, 650 triệu cho chiếc Hyundai Tucson bản 1.6 turbo sản xuất 2018 mà mới đi hơn 6 vạn cây, đẹp xuất sắc.